Tối nay trời có gió mát. Đây là sân bóng của Đại học Y trên đường Tôn Thất Tùng. Hello. Trận đấu đang rất là căng thẳng. Đây là những cầu thủ FC của Hoa Lư. Chúng ta đang có một trận đấu tương đối vất vả với những cầu thủ bên đội bạn. Tình huống chạy bóng rất quyết liệt trên sân. Em ơi. Hai đội đều có một chuyên môn thi đấu ở mức trung bình khá. Đây có lẽ là một trận đấu khá là hay khi mà pro ngang nhau. Rất đáng tiếc vừa rồi, một tình huống dứt điểm của FC Hoa Lư. Đội bạn có khả năng sút xa rất tốt. Và ngay từ đầu live stream thì chúng ta đã chứng kiến được một bàn thắng từ tình huống sút xa. Ok, và mình sẽ chỉ live stream một vài phút thôi trước khi vào sân thi đấu cho FC Hoa Lư. Sân Tô Thất Tùng Đại học Y có một nền cỏ rất là đẹp. Đây là một trong những sân bóng truyền thống của rất nhiều những cầu thủ Phủ Y.
chất lượng, tọa lạc lại trong một cái con đường vàng. Rồi là một cầu thủ của bên phía đội bạn đã bị đau, có lẽ là một tình huống va chạm. Bạn thấy bóng đá phủi nhưng trận đấu rất nóng. Những tình huống như thế này là rất là bình thường luôn. Vậy có lẽ hiệp 1 cũng đã sắp kết thúc rồi. Đây là khung cảnh uống nước của anh em. Ok.